Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Xuất xứ bài kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế do Đức Lữ Tổ giáng cơ năm 1891 nhằm vào đời Quảng Tự nhà Thanh. Sau đây là phần giảng giải về kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phần 1: Luận giải Hạ Thừa. Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng, nghĩa là vị vua trời bao trùm rộng lớn, vị Thánh Hoàng nơi ngôi Thái Cực. Đại La nghĩa là tấm lưới lớn. Hóa dục quần sanh, thống ngự vạn vật, nghĩa là sanh ra và nuôi nấng chúng sanh, ngự trị khắp cả muôn loài. Hóa dục nghĩa là sanh ra và nuôi nấng. Quần sanh là chúng sanh, thống ngự là ngự trị tóm về một mối. Diệu diệu huỳnh kim khuyết, nguy nguy bạch ngọc kinh, nghĩa là cửa huỳnh kim mù mịt, kinh bạch ngọc dòi dọi. Huỳnh kim khuyết là cửa cung trời, bạch ngọc kinh là kinh thành bằng ngọc trắng nơi vua trời ngự. Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặt tuyên đại quá, nghĩa là như thật như hư, chẳng nói năng chi mà lẳng lặng thể hiện sự sinh diệt muôn vật. Mặt có nghĩa là yên lặng, tuyên là bày tỏ, là thể hiện. Đại quá là sự biến đổi, sự sinh diệt của muôn vật. Thị không thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh, nghĩa là ấy là không, ấy là có, chẳng làm chi mà lại sai khiến điều động được mọi thần linh. Vô vi là không làm chi, dịch sử là sai khiến điều động, quần linh là mọi thần linh. Thời thừa lục long du hành bất thức, nghĩa là lúc nào cũng cởi sáo rồng du hành không ngừng nghỉ. Thời có nghĩa là luôn luôn, thừa là cởi, tức là ngưng nghỉ. Khí phân tứ tượng, quát truyền vô biên, nghĩa là khí chia ra tứ tượng, xoay dần không có biên giới. Quát có nghĩa là xoay vòng. Toàn có nghĩa là xây dòng. Càng kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến, nghĩa là ngôi càng cứng mạnh, cao sáng, muôn loài lành dữ đều thấy. Kiện nghĩa là cứng mạnh, tất là ác hẳn, kiến là thấy. Quyền phạm quảng đại, nhất toán quả phước lập phân, nghĩa là quy luật quyền diệu rộng lớn, chỉ một phép toán là chia rõ quả phước. Quyền có nghĩa là quyền diệu, phạm là khuôn phép, là quy luật, quảng đại là rộng lớn, lập phân là phân chia rõ ràng. Thượng trưởng tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, nghĩa là trên thì cai quản 36 cung trời và 3000 thế giới. Trưởng có nghĩa là cai quản. Hạ ốc thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu, dưới
thì nắm giữ 72 quả địa cầu và 4 bộ châu lớn. Ốc có nghĩa là nắm giữ. Tiên thiên hậu thiên, tịnh dục đại từ phụ, nghĩa là từ khi chưa có trời đất đến khi đã có trời đất thì Thượng Đế vẫn là đấng cha cả hiền từ, nuôi dưỡng tất cả. Tiên thiên nghĩa là chưa có trời đất, hậu thiên nghĩa là đã có trời đất, tịnh có nghĩa là đều, dục là nuôi nấng, đại từ phụ nghĩa là đấng cha cả hiền từ. Kim ngưỡng cổ ngưỡng phổ tế tổng pháp tông, nghĩa là đời nay kính yêu, đời xưa kính yêu, là phép gốc bao trùm để tế độ rộng rãi. Ngưỡng có nghĩa là kính yêu, tổng pháp tông nghĩa là phép gốc bao trùm, phổ tế là tế độ rộng rãi. Nãy nhật nguyệt tinh thần chi quân, vi thánh thần tiên Phật chi chủ, nghĩa là vua của mặt trời, mặt trăng và tinh tú, làm chủ các vị thánh thần tiên Phật. Nãy có nghĩa là lại còn, tinh thần là tinh tú, quân là vua. Trạm tịch chân đạo nghĩa là cái đạo chân thật sâu lặng. Chân đạo nghĩa là cái đạo chân thật. Trạm là sâu, tịch là lặng yên. Khôi mịch tôn nghiêm nghĩa là đấng tôn nghiêm to lớn yên lặng. Khôi là to lớn, mịch là yên lặng. Biến hóa vô cùng, lũ truyền bủ kinh dĩ giác thế, nghĩa là biến hóa không ngừng, thường truyền kinh báo để giác độ người đời. Lũ nghĩa là nhiều lần, bủ kinh là kinh báo, dĩ nghĩa là đã, giác thế là giác ngộ người đời. Linh quay mạc trắc, thường thi thần giáo dĩ lợi sanh, nghĩa là quy linh khôn lường, thường thực thi chân lý để làm lợi cho chúng sanh. Linh quay có nghĩa là quy linh, mạc trắc nghĩa là không đo lường được, thi là thực thi, thần giáo là giáo lý thần diệu chân lý, lợi sanh là làm lợi cho chúng sanh. Hồng quay hồng từ vô cực vô thượng, nghĩa là quay lớn lành lớn, vô cực vô thượng, linh nghiệm quyền diệu nhưng không thấy được ở nơi nào. Đại thánh đại nguyện đại tạo đại bi, nghĩa là sáng suốt lớn, quyết tâm lớn, sáng tạo lớn, yêu thương lớn. Thánh có nghĩa là sáng suốt, nguyện là quyết tâm, tạo là sáng tạo, bi là yêu thương. Quyền khung cao thượng đế, ngọc hoàng tích phước hữu tội đại thiên tôn, nghĩa là đấng quyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn hay ban phước tha tội. Tích phước có nghĩa là ban phước, hữu tội nghĩa là tha tội. Tổng kết phần hạ thừa. Bài kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế chia ra làm hai phần. Phần 1 nói lên ở nơi vô cùng vô tận của không gian có một đấng quyền năng xây dựng và sắp xếp nên hình thể của muôn loài vạn vật, và cũng tạo dựng nên thời gian lẫn không gian, đồng thời cũng hướng dẫn đường lối để lãnh đạo chỉ huy cuộc sống của quần chúng. Phần 2 nói lên việc khởi thủy, tạo thiên lập địa,
có một dần thanh khí trong sạch và nhẹ thể hơn mây tới 9 triệu lần, được mệnh danh là Quỳnh Kim Khuyết. Và dần ấy là hiện thân của quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Và trong cảnh có cũng như không, không cũng như có, ấy mới tạo dựng nên quần linh và nên hình thể của những gì tinh tú, đồng thời cũng hướng dẫn chỉ đạo đi theo đường lối từ gốc, tức là từ chân lý, để buổi đầu lập nên nền quân chủ lập pháp, cùng chung xây dựng một hình thể xã hội nhỏ. Phần 2. Luận giải Thượng Thừa. Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng, nghĩa là trong cõi vũ trụ bao la rộng lớn, nhưng có sự kết tụ để thành hình ngôi vị rõ ràng. Thái cực là cái kết tinh của sự không không để thành ngôi vị, và có sự hội đủ của âm dương. Trong ngôi vị ấy hay nơi ấy có một sự quyền diệu hay đấng toàn năng ngự trị được đời, gọi đấng ấy là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và ở tôn giáo Cao Đài gọi là Đấng Chí Tôn. Đấng Chí Tôn từ nhất khí hư vô mà nên hình thể. Khí hư vô biến chuyển tạo nên một phẩm tối linh, đó là Lý Thái Cực, tức Nhất Dương Sanh. Quẻ dịch lý gọi là Địa Lôi Phục, mà tôn giáo gọi là Ngôi Phật. Đại La là mạng lưới bao trùm. Thiên Đế nghĩa là chân lý của vũ trụ. Thái Cực nghĩa là cực lớn tột cùng hay ngôi vị. Thánh Hoàng là sự sáng suốt. Cái gốc rễ vô hình của mạng lưới mạch khí khắp tiểu thiên địa là sức sáng quyền diệu tột cùng nằm trên đầu. Đại La nghĩa là mạng lưới bao trùm. Đế là căn gốc, là gốc rễ. Thái Cực là cực lớn trên đầu. Thánh Hoàng nghĩa là sức sáng quyền diệu. Quá dục quần sanh thống ngự vạn vật, nghĩa là chuyển hóa ánh sáng linh quang và kết tụ nên sự sống, thống lĩnh và điều khiển chỉ đạo tất cả mọi sự vật. Quá có nghĩa là chuyển hóa, biến đổi. Dục là ánh sáng, là ngọn lửa. Quần là kết tụ, là gom tụ. Sanh là sự sống. Thống là nắm đầu mối. Ngự là cai trị tất cả kẻ cầm cương. Chuyển hóa nuôi nấng các sinh linh là các tế bào, điều khiển chỉ đạo mọi bộ phận trong tiểu thiên địa. Diệu diệu Quỳnh Kim Khuyết, nguy nguy Bạch Ngọc Kinh, nghĩa là ánh sáng chân lý xuất phát từ hư vô mù mịt. Kinh điển xuất phát từ nơi trong sạch hoàn hảo cao vòi vọi. Quỳnh Kim có nghĩa là ánh sáng chân lý, khuyết là trống rỗng, là hư vô. Diệu diệu nghĩa là mù mịt. Bạch Ngọc có nghĩa là trong sạch hoàn hảo. Kinh là kinh điển, nguy nguy là cao vòi vọi. Từ sự trống rỗng trong lòng thì mới thấy được ánh sáng chân lý. Kinh điển tạo ra sự trong sạch hoàn hảo nơi con người. Cửa vàng quý báu ấy là khiếu huyền quang vô hình. Cung điện ngọc trắng ấy là bộ não cao trọng. Quỳnh Kim Khuyết là cửa vàng quý báu, tức là khiếu huyền quang.
Bạch Ngọc Kinh là Kinh Đô Ngọc Trắng, nghĩa là bộ não. Nhược thiệt, nhược hư, bất ngôn, nhi mặt tuyên, đại quá, nghĩa là thiệt giả không cần nói, nhưng sẽ thực thi sự khai sáng rộng lớn. Như là hữu tướng, như là vô tướng, không nói rõ được, nhưng lặng yên ban bố mọi sự chuyển hóa trong thể xác. Nhược nghĩa là y như là, tuyên là ban bố, đại hóa là tất cả mọi sự chuyển hóa. Thị không thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh. Hư vô tức là tâm rất quyền diệu, cho nên như là có, như là không, người phàm không thể thấy, nghe, hiểu được. Trời làm mọi việc một cách sâu kín, lặng lẽ, điều khiển mọi sự linh thiêng, quyền diệu. Trong tiểu vũ trụ thì tâm não là sức sáng điều khiển sai khiến mọi hoạt động tinh vi nhất. Thời thừa lục long du hành bất tức. Trong kinh dịch, quẻ càn tượng trưng cho trời. Quẻ càn có sáu vạch dương, dương thì động, âm thì tịnh. Vì dương động cho nên mới lấy con rồng để tượng trưng cho sự động. Trong kinh dịch về phần nói về quẻ càn có câu: Đại minh chung thủy, lục dị thời thành, thời thừa lục long, dĩ ngự thiên. Nghĩa là rất rõ đầu đuôi, sáu ngôi thành rõ, luôn luôn cởi sáu rồng mà ngự đường trời. Khí thuần dương như sáu con rồng, lúc nào cũng vận hành khắp vũ trụ, không khi nào ngừng nghỉ. Phép định vị trong không gian thì luôn luôn lấy một điểm gốc mà tỏ ra sáu hướng vô cùng vô tận, thượng hạ tả hữu tiền hậu. Về mặt đạo pháp, hai câu này có nghĩa là sáu đường trời luân chuyển không dứt, đấy gọi là sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi gồm có Atula, ngạ quỷ, súc sanh, vật chất, thảo mộc, con người. Trong tiểu vũ trụ tức thân người cũng có sáu kinh dương khí vận hành không ngừng nghỉ, hai kinh thủ và túc thái dương, hai kinh thủ và túc thiếu dương, hai kinh thủ và túc dương minh. Khí phân tứ tượng, quát truyền vô biên. Khí là khí âm dương, âm dương vận hành thì phân ra bốn hiện tượng gọi là tứ tượng: thái âm, thiếu dương, thiếu âm, thái dương. Hễ vận hành thì sinh ra bốn phương hướng vị trí trong không gian là đông, tây, nam, bắc, sinh ra bốn mùa trong thời gian vận chuyển là xuân, hạ, thu, đông, sinh ra bốn tính cách vật chất là kim, mộc, thủy, hỏa. Về mặt đạo pháp, hai câu này có nghĩa là chữ vạn đi lên và chữ vạn đi xuống, tức là thời gian vận chuyển biến hóa, hay còn gọi là cơ tấn hóa và cơ phục nguyên. Bát phẩm chân hồn gồm có vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn. Từ vật chất hồn đến nhân hồn là cơ tấn hóa, nên có hình chữ vạn số 1 xoay theo chiều kim đồng hồ, là chỉ cơ đi xuống trần để tạo nghiệp trần duyên. Tạo cho đầy đủ quả nghiệp thành khối gia sản rồi thì bắt đầu đi lên để học điều mầu nhiệm, nên cơ phục nguyên nằm ở chữ vạn số 2 xoay nghịch chiều kim đồng hồ.
chữ vàng nói lên cơ biến hóa vô cùng đó vậy. Trong tiểu vũ trụ con người thì khí luân lưu ra bốn phương là tứ chi rồi lại trở về, nhưng theo dòng thời gian thì có vấn đề sinh trưởng lão tử. Máu trong con người luân chuyển khắp nơi trong cơ thể, nhưng khi quay về tim thì nằm trong bốn ngăn tim, phân ra máu tốt và máu xấu. Càn kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến. Ngôi càn là ngôi thái cực, muôn loài đều chiết ra từ ngôi thái cực mà ra, cho nên nói là muôn loài thiện ác đều thấy. Về mặt đạo pháp, trên thánh tâm thiên tượng có thiên nhãn tượng trưng cho trời, lúc nào cũng ngó xuống vạn loại. Trong con người, ngôi thái cực là tâm, tòa án lương tâm ấy bao giờ cũng cao minh sáng suốt, có đủ khả năng để xét đoán mọi việc thiện ác để ta thấy được. Chí Tôn trước đã dạy, lương tâm của các con là một khiếu thầy ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và ban thưởng trong việc nhân đức. Trong tiểu thiên địa thì ngôi thái cực là tâm, mọi thứ thanh trượt chi cũng phải đi ngang qua tâm. Ngôi cao minh trong con người còn là bộ não phán xét mọi sự việc tốt xấu. Quyền phạm quảng đại, nhất toán quả phước lập phân. Nghĩa là quy luật bí mật của vũ trụ rất rộng lớn bao la, nhưng chân lý thì chỉ có một. Từ đó sẽ xét hành động từng nhân tố để quyết định chuyện thăng hay đọa. Quyền phạm có nghĩa là quy luật bí mật, nhất toán nghĩa là chân lý chỉ có một. Quả phước lập phân là quyết đoán chuyện phước hay quả, tức là thăng hay đọa. Chí Tôn trước đã dạy, làm một việc phải là do nơi ý trời, phạm một nét dạy tà là cãi nơi thiên luật. Thượng trưởng tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, hạ ốc thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu. Đức Chí Tôn trước đã dạy rằng, thầy kể tam thập lục thiên, tứ đại bộ châu ở không không trên không khí, tức là không phải tinh tú. Còn thất thập nhị địa và tam thiên thế giới thì đều là tinh tú. Đứng bậc đế vương nơi trái địa cầu 68 này, chưa đặng vào bậc chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67 cũng phân ra đẳng cấp giường ấy. Cái quý trọng của mỗi địa cầu càng tăng lên hoài, cho tới đệ nhất địa cầu, rồi mới tới tam thiên thế giới. Qua khỏi tam thiên thế giới thì mới đến tứ đại bộ châu. Qua tứ đại bộ châu mới vào đặng tam thập lục thiên, rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi đạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy. Chí Tôn trước cũng đã dạy rằng, thầy giáng thế thì chọn đến nhất Phật, tam tiên, tam thập lục thánh, thất thập nhị hiền, tam thiên đồ đệ. Nhất Phật tượng trưng ngôi thái cực, trong tôn giáo Cao Đài là phẩm giáo tông. Tam tiên tượng trưng tam ngôi nhất thể, trong tôn giáo Cao Đài là ba phẩm đầu sư. Tam tiên cũng tượng trưng từ trường vũ trụ, trong tôn giáo Cao Đài là ba phẩm trưởng pháp.
Tam thập lục thánh tượng trưng tam thập lục thiên trong tôn giáo Cao Đài là 36 phẩm phối sư. Thất thập nhị hiền tượng trưng thất thập nhị địa cầu trong tôn giáo Cao Đài là 72 phẩm giáo sư. Tam thiên đồ đệ tượng trưng tam thiên thế giới trong tôn giáo Cao Đài là 3.000 phẩm giáo hữu. Thời kỳ chuyển thế thứ nhất, vua Phục Hy an bang thiên hạ, lân mã hiện lên sông Hoàng Hà, đếm trên lưng của nó có 36 dãy, dưới bụng có 372 dãy, đuôi chân lẫn khắp mình là 3.000 dãy nhỏ. Dựa theo đó mà vua Phục Hy mới tạo thành tiên thiên bát quái. Tam thập lục thiên là 36 cõi trời. Cái quả địa cầu có 36 múi, mỗi múi là một cõi. Cõi là cái nơi mình ở. Cứ một nước, một chủng tộc, một sắc dân là một cõi. Một vòng tròn tượng trưng cho càn khôn được toán học tượng trưng bằng 360 độ hay là 4 góc vuông 90 độ cộng lại. Khoa thiên văn học vẽ bản đồ bầu trời cũng tượng trưng bằng một vòng tròn phân ra 36 múi, mỗi múi là 10 độ. Cuối nhiều bài kinh thiên đạo thế đạo có niệm 3 lần câu chú của thầy: Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Câu chú gồm 12 chữ, niệm 3 lần bằng 36 chữ. Khi dân tam bủ, mỗi lần dân một bủ lại 12 lại. Vậy 3 lần dân tổng số cộng lại là 36 lại. Tam thiên thế giới là tiếng gọi tắt của tam thiên đại thiên thế giới. Gộp 1.000 thế giới lại thì là một tiểu thiên thế giới. Gộp 1.000 tiểu thiên thế giới lại thì là một trung thiên thế giới. Gộp 1.000 trung thiên thế giới lại thì là một đại thiên thế giới. Thế có nghĩa là sự thay đổi, che đậy mất chân tướng, tức là yếu tố thời gian. Giới là giới hạn đông tây nam bắc thượng hạ, tức là yếu tố không gian. Thế giới là chỗ loài hữu tình cư trú. Theo truyền thuyết Phật giáo thì trong cõi dục giới có đao lỵ thiên hay tam thập tam thiên, chính giữa là đế thích thiên, cộng với bốn phương mỗi phương có 8 thiên, gộp lại là 33 thiên. Tam thập tam thiên này ở trên đỉnh núi Tu Di, tức là cư trên trái địa cầu. Còn 3 thiên nữa là đẩu xuất thiên, lạc biến hóa thiên và tha hóa tự tại thiên thì cư trên không trung, tổng cộng là 36 thiên. Thất thập nhị địa nghĩa là cửu trùng thiên là 9 tầng trời, trong đó 8 tầng ta bà thế giới thoại khí hư vô, mỗi tầng có 9 quả địa cầu để nhân sinh côn trùng vạn vật sinh sống. Như vậy là 8 tầng có 72 quả địa cầu. Còn một tầng của đấng tối linh hư hư thực thực đang sống. Một vòng tròn càn khôn được khoa học tượng trưng là 360 độ, trong đó có vấn đề ngũ hành vận chuyển. Vậy 360 độ chia cho ngũ hành là 5, là 72 hành tinh xoay dần phân chia theo tánh chất kim mộc thủy hỏa thổ.
tứ đại bộ châu, tượng trưng cho tứ tượng vận hành. Theo tôn giáo Cao Đài thì tam châu đông tây nam dành cho người hiền đức, còn bắc câu lư châu dành cho côn trùng vạn vật. Tiên thiên hậu thiên tịnh dục đại từ phụ, nghĩa là khi sự việc chưa thành hình thì được gọi là tiên thiên, vì nó còn nằm trong vòng mờ mờ ảo ảo, mù mịt trong cõi u minh, tức là hư vô chi khí. Khi nó tác hợp tác dụng với quyền cơ, nghĩa là quyền năng cơ cấu của tạo hóa, để tạo thành hình thể áp dụng thì người ta gọi là hậu thiên hiện hữu. Quá khí là tiên thiên, tạo hình là hậu thiên. Từ quá khí đến thành hình cũng y như trong và ngoài, chủ và khách. Đạo học và khoa học kỹ thuật cùng chung nuôi dưỡng vạn vật, đại diện cho từ trường trung gian mà người đời gọi là đấng cha lành. Tiên thiên nghĩa là đạo học, hậu thiên là khoa học kỹ thuật, tịnh là cùng nhau, chung nhau, dục là nuôi nấng, đại là rộng lớn bao la, từ là từ trường, phụ là hỗ trợ gánh vác dựa vào. Tư tưởng và thể xác đều cùng là ánh sáng hay ngọn lửa được từ trường rộng lớn hỗ trợ. Tiên thiên là tư tưởng, hậu thiên là thể xác, tịnh là điều cùng, dục là ánh sáng, là ngọn lửa. Đại từ phụ là từ trường rộng lớn hỗ trợ. Kim ngưỡng cổ ngưỡng phổ tế tổng pháp tông, nghĩa là đời nay trong đợi, đời xưa trong đợi, ấy là phép gốc nguyên thủy, tế độ rộng khắp. Cái mà đời xưa đời nay đều trong đợi chính là chân lý xuất hiện. Trong tôn giáo Cao Đài có cơ quan phổ tế lo việc phổ hóa chân truyền và tế tự, tức là mọi vấn đề quan hôn tang tế cũng như mọi vấn đề khoa học kỹ thuật trong xã hội nhân sinh. Cơ quan phổ tế sẽ nắm vai trò gốc trong việc cứu thế trong kỳ ba tận độ, trong thời mạt pháp nhưng tận độ, đem chân lý và giáo lý cổ kim để hướng dẫn vạn linh đoạt đến mục đích. Nên việc phổ hóa chân truyền và giáo huấn nhân thế là điều chủ yếu. Nãy nhật nguyệt tinh thần chi quân, vi thánh thần tiên Phật chi chủ. Vũ trụ có ba món bủ bối để nên hình thể, đó là nhật nguyệt tinh, tức là mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Nhưng ba món đó xuất phát từ nguyên thần, ấy là cái tinh hoa để sản sinh ra vũ trụ, mà phải có một quy quyền đầu tiên xuất hiện. Quy quyền ấy ở vào diện chữ quân, mà xã hội gọi là một nhà lãnh đạo, còn khoa học kỹ thuật thì gọi là sự quân bình. Quân nghĩa là đế quân, nhà lãnh đạo, luật quân bình. Chí Tôn trước đã dạy, khi hư vô sanh có một mình thầy, một chân thần thầy mà sanh quá thêm chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần và toàn cả nhân loại trong càn khôn thế giới. Về mặt đạo pháp thì thần thánh tiên Phật là những phẩm vị để con người tu luyện, để đẩy mạnh chiều hướng luân lý trong nguyên lý, giúp con người quy nguyên bổn tánh, tức trở về gốc nguyên thủy của mình.
chiều hướng ấy là chương trình, là chính sách, là chủ thuyết thuộc diện chữ chủ, được đặt ra có pháp lý, có hiến chương để trở thành hình luật đối với nhân thế. Chủ có nghĩa là chủ trương, chính sách, chương trình. Vậy quân chủ không phải nói một triều đại vua tôi, mà là vạch rõ một phương thức rộng lớn để bước thẳng vào con đường hành thiện. Ấy là làm cho mọi người thấy và làm theo. Ngày nay, triều chế quân chủ là lấy chân lý để lập hiến, và người lãnh đạo sẽ đem chân lý ấy truyền tụng mãi để giúp nhân thế hiểu được đại đồng và bác ái. Thánh tâm, thiên tượng của đạo Cao Đài thể hiện hai chữ quân chủ. Quân ấy là thiên nhãn, hai bên có nhật nguyệt và bên dưới có tinh. Chủ ấy cũng là thiên nhãn, vì thẳng bên dưới có các phẩm vị Phật, Đức Phật Thích Ca, Tiên, Đức Lý Thái Bạch, Thánh, Đức Giêsu Christ, Thần, Đức Khương Thái Công. Cái thần tinh anh, vua của mắt trái, mắt phải, đấy là chân thần. Nhật nguyệt nghĩa là mắt trái và mắt phải. Tinh là sự tinh anh, thần là chân thần. Chủ của thần thánh tiên Phật ấy cũng là chân thần, vì từ chân thần tinh khiết mới tu thành thần thánh tiên Phật. Trạm tịch chân đạo khôi mịch tôn nghiêm, nghĩa là chân lý đạo học thâm sâu lặng lẽ. Trạm là sâu dày, cái trạm tạm dừng, tịch là lặng lẽ. Chân đạo nghĩa là chân lý đạo học, là ánh sáng định hướng ẩn tàng trong tôn giáo. Khôi có nghĩa là bốn sao trong chòm bắt đẩu, khôi tinh. Mịch nghĩa là che giấu. Tôn nghiêm là đền chùa, đình miếu, tôn giáo. Trí thức khoa bản phải tìm hiểu chân lý đạo học một cách nghiêm túc, kính cẩn ở nơi tôn giáo. Khôi nghĩa là đứng đầu, là cái đầu. Mịch là tìm hiểu, là tìm kiếm. Tôn nghiêm là nghiêm túc, kính cẩn, nghĩa là tôn giáo. Hết sức yên lặng thì chân thần mới ngưng tụ lại được. Chân thần có ngưng tụ thì sự sáng suốt mới phát ra. Trạm có nghĩa là trạm dừng lại, tịch là hoàn toàn yên lặng. Chân đạo là chân thần. Sự sáng suốt che trùm trên đầu, đó là khiếu huyền quang. Khôi là bốn ngôi sao trong chòm bắt đẩu, là sự sáng suốt. Mịch là che trùm. Tôn nghiêm là cao quý trang trọng, là cái đầu. Biến hóa vô cùng, lũ truyền bủ kinh dĩ giác thế, nghĩa là biến hóa vô cùng, tùy từng thời kỳ và trình độ nhân sinh mà nhiều lần truyền đạt điển lực qua kinh giúp thức tỉnh nhân thế. Lũ là nhiều lần, bủ kinh là kinh quý, kinh có điển. Giác thế là thức tỉnh nhân thế. Với nhân thế biến hóa không cùng, đó là nhiều lần truyền đi trong hai mạch nhâm và đốc, để đánh thức dậy cái quyền lực mạnh mẽ của hai cái nê quờn, hay còn gọi là ngoại thận. Lũ là nhiều lần, bủ kinh nghĩa là kinh quý, tức là mạch nhâm và mạch đốc. Giác là đánh thức dậy. Thế nghĩa là quyền lực mạnh mẽ, hai cái nê quờn hay ngoại thận. Linh quai mạc trắc
thường thi thần giáo dĩ lợi sanh. Nghĩa là tác dụng linh diệu khó mà lường được. Linh quai nghĩa là quy lực linh diệu, tác dụng linh diệu. Thường xuyên thực thi việc giáo hóa chân thần, nghĩa là giác hồn, để giúp chúng sanh tấn hóa. Thần là chân thần, là giác hồn. Giáo là giáo hóa, là dạy dỗ. Quai linh khôn lường thường làm cho chân thần được sáng suốt, có lợi cho con mắt thứ ba. Thị nghĩa là làm cho, thần là chân thần. Giáo là một âm, là giác nghĩa, là hiểu biết, là sáng suốt. Sanh là sự mở mắt, nhìn trừng trừng, nghĩa là huệ nhãn. Hồng quai hồng từ, vô cực vô thượng, nghĩa là từ trường mênh mông, tác dụng mạnh mẽ. Hồng là to lớn, là mạnh mẽ. Quai là tác dụng hay quyền lực. Từ là từ trường, và cái nhân cách lẫn đạo đức luôn luôn đem sự sống cho toàn nhân loại. Đó là khối vô cực tối thượng. Đại tạo đại bi nghĩa là chân lý tu tâm kiến thiết phổ tế. Đại thánh nghĩa là sáng suốt lớn chân lý. Đại nguyện là ý chí lớn tu tâm. Đại tạo là sáng tạo lớn kiến thiết. Đại bi là yêu thương lớn, là phổ tế. Quyền khung cao thượng đế, ngọc hoàng tích phước hữu tội đại thiên tôn, nghĩa là chân lý vô biên, là khuôn phép quyền diệu. Quyền là quyền diệu, khung là khuôn phép. Cao thượng có nghĩa là vô biên vô tận. Đế là chân lý. Cái vòng khuôn phép màu đen đội trên đầu, đó là sự vững chắc, hay còn gọi là khăn đóng. Quyền là màu đen, khung là khuôn phép, là kim cô. Cao thượng là trên đầu, đế là vững chắc. Sự trong sạch hoàn hảo tinh anh, nghĩa là trí thức đạo đức được gom tụ lại để tạo nên những điều tốt đẹp và loại bỏ những điều xấu xa của xã hội. Đấy là nền tôn giáo tổng hợp của trời. Ngọc có nghĩa là trong sạch hoàn hảo tinh anh. Hoàng nghĩa là gom tụ, kết tụ. Tích phước là tạo nên những điều tốt đẹp. Hữu tội, loại bỏ những điều xấu xa. Đại thiên tôn nghĩa là nền tôn giáo tổng hợp của trời. Ngọc chẩm và nê hoàng cung được mở mang sáng suốt tinh anh, thì trượt khí dơ bẩn không còn nữa. Lúc ấy sẽ hiểu được đạo trời và tôn giáo tại thế. Ngọc hoàng nghĩa là ngọc chẩm và nê hoàng cung. Tích phước hữu tội nghĩa là mở mang sáng suốt, loại bỏ dơ bẩn. Đại thiên tôn nghĩa là đạo trời và tôn giáo tại thế. Tổng kết phần thượng thừa. Bài kinh này nói lên những bí mật trong ba lãnh vực. Một, về đại vũ trụ, nghĩa là có sự thành hình, cơ cấu và sự vận động của đại vũ trụ. Hai, tiểu vũ trụ là sự cấu tạo của con người về phần vô vi và bí pháp luyện đạo. 3. Xã hội là cơ quan phổ tế, đảm trách đường hướng cứu thế, sách lược, chương trình, lấy chân lý để lập hiến và truyền bá chân lý để hướng nhân loại đi về đại đồng bác ái.
đó là mô hình quân chủ trong thời Đại Đạo học Canh Tân. Phần giảng giải về Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế đến đây là hết. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.